Vâng, phải nói là luôn luôn quá tuyệt vời anh chị ạ. Những chiếc Land Rover thì nó là mơ ước của không riêng từ một người mà tất cả những anh chị trên toàn cầu, đặc biệt là những ngôi sao. Phải nói là những giới tinh hoa thì luôn luôn Land Rover là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời, đẳng cấp là mãi mãi. Vậy thì đẳng cấp như nào thì bây giờ tôi có thể là đề lộ lên để anh chị thấy là chức năng của Land Rover nó khác biệt với tất cả các phần xe còn lại. Và đặc biệt con này là bản full thì có hệ thống nồi chuồng các thứ K360, vì nó bản full nhất thì lúc mới thì chắc là lỗ khoảng 4 tỷ hoặc 4 tỷ 2 thôi, chả đáng bao nhiêu đâu. Nhưng chiếc xe còn nguyên zin nguyên bản và rất đẹp anh chị nhé. Những sản phẩm xe mà đam mê tuyển chọn thì nó quá tuyệt vời rồi. Đấy, ngày hôm nay thì nó chỉ có một cái mức giá cực kỳ là yêu thương, 920 triệu đồng. Trên thị trường thì có rất nhiều nơi bán xe, nhưng thực sự là cái giá nó khác nhau. Cái này tùy thuộc với chất lượng của xe thôi, nhưng bên xe mà đam mê bán hàng thì nó là tiêu chí cam kết rồi. Ba tiêu chí: xe không đâm xô, không thủy kích cầm nước, đấy, máy xấu là nguyên bản các bác nhé. Vậy thì bây giờ chúng ta đi khám phá mẫu xe này như thế nào, và bắt đầu tôi thử đại lộ. Và các bác để ý cái nút này, nó sẽ đưa lên, vì đây là chuyển số bằng nút xoay đấy, thì tôi cứ đại lộ. Đấy, và các bác nhìn cái nút này, nó đưa lên và khi tắt máy thì nó sẽ chìm xuống. Và khi chúng ta muốn chuyển vận hành xe thì chúng ta xoay, chẳng hạn R cần xoay một cái, cam sẽ xuất hiện ngay, đúng không ạ? Và chúng ta R là trung lập và D là đi và S là thể thao các bác nhé. Còn khi các bác muốn đổ, các bác về B là xong. Đó. Đặc biệt thì chiếc Land Rover này ngoài những cái vật liệu cao cấp cho chúng ta độ cách âm chống ồn tốt với khoang động cơ chỉ có 2.0 khá là tiết kiệm nhiên liệu, thì đặc biệt là cái dàn âm thanh của Land Rover nó được dùng loại loa Meliren, một cái thương hiệu loa phải nói là nghe nó cực kỳ đã như trong vũ trường luôn các bác ạ, kinh khủng khiếp. Rất là tiếc thì trên YouTube thì tôi không được phép mở, sợ vi phạm bản quyền đó. Nhưng các anh chị, tôi tin là các anh chị vận hành và trải nghiệm dàn âm thanh này thì nó tuyệt tuyệt, rất tuyệt vời. Vậy thì các chức năng thì nó có 5 chức năng vận hành đấy, chúng ta có thể thấy đây đấy. Đây là chạy đường bằng, đây là chạy đường mưa trơn trượt, chạy đường sỏi đá gồ ghề, và đây là chạy đường off-road các bác nhé. Thì các bác có thể chỉnh sang lên này, đó, chỉnh sang nhé, và chúng ta có thể chỉnh đó. Ngoài những cái phanh tay điện tử này, cân bằng điện tử này, hỗ trợ đổ đèo này, điều hòa auto hai vùng độc lập, và đây có đầu đĩa CD này, và trên màn hình thì chúng ta có thể chỉnh được tất cả các chức năng của nó rồi. Nhưng nó cảm biến chẳng hạn như stand-top này, đấy, chúng ta có thể chỉnh âm lượng này, audio, bass check rồi tất cả này, và chúng ta có thể trở về bằng nút này các bác nhé. Đó, rất là hay. Đấy, cảm biến cảnh báo va chạm, và chúng ta đặc biệt là mẫu xe này cho chị em phụ nữ đấy, đi vào chỗ chật hẹp thì rất tuyệt vời đấy, chỉ kích hoạt bật xi nhan đấy, bật xi nhan và kích hoạt này đấy, thì nó sẽ tự tìm điểm đỗ và lùi chuồng tự động các anh chị nhé, và chúng ta không đi thì chúng ta tắt đi đó. Nó hay là hay như thế vì nó là trang bị bản full, và đặc biệt có sấy hai ghế trước đây, nghĩa là ngồi lên chiếc xe này thì các bác phải tưởng tượng nó là mùa đông không lạnh đấy, sấy nóng nhé, sấy nóng rất là tuyệt vời. Nói chung các chức năng thì vô số, nhưng đặc biệt rất đáng yêu, rất đáng yêu. Như chiếc Land Rover này, tất cả này chủ nhân yêu xe thì như vậy đấy. Và đặc biệt cửa lóc thì ngoài cái cửa lóc toàn cảnh thì các bác có thể thấy đây chức năng này đấy. Đây chúng ta có thể đèn đấy, cái đèn của nó thì toàn bộ là đèn cảm ứng, chúng ta chỉ sờ chạm nhẹ tay vào đây nó tắt, chạm nhẹ tay vào đây, chạm nhẹ tay vào đây, và chạm nhẹ tay vào đây nó bật lên đấy, các bác thấy nó hay chưa. Và đặc biệt trên hệ thống vô lăng thì có gãy số vô lăng này, ga tự động cruise control này đấy, và nhiều chế độ lái này đấy, nhiều chế độ lái các bác nhé đấy, và sấy vô lăng này, có sấy vô lăng nhé, ra lệnh giọng nói, nghe gọi điện thoại, rảnh tay tăng giảm âm lượng, chuyển bài hát và cài đặt cho xe. Đấy, đây đây có cả rất nhiều phím bấm mà chúng ta phải dành rất nhiều thời gian. Còn tất cả mọi thứ thì là auto, gạt mưa auto đấy, điều hòa auto và gạt mưa cũng là auto các bác ạ. Đấy, và đèn lộ thông minh, và đây các bác nhìn độ đẹp của nó đó, gương thì chống chói chỉnh điện. Và bây giờ thì các bác có thể bước xuống dưới để xem chiếc Land Rover này thực sự một cái giá tiền như vậy, và ngày hôm nay nó như vậy có đáng mua hay không, thì xin mời các bác. Vâng, xin chào tất cả anh chị đã trở lại với Xe Đam Mê, có địa chỉ đối diện khách sạn Trường Thành, đường Đình, thành phố Hải Dương. Một chiếc Land Rover, một chiếc xe đình đám thương hiệu đến từ Anh Quốc, phải nói là tuyệt đẹp.
Nếu mà các bác trai nào mua tặng các chị con này đi thì hết bài rồi, 5 chỗ ngồi nhưng vô cùng rộng rãi, đèn tuyệt đẹp. Đây là một chiếc Landover bản Evoque được sản xuất năm 2013 và nó là xe bản cao cấp nhất. Đấy. Vậy thì chúng ta đi khám phá mẫu xe này như thế nào? Bằng cách cũng thể là đi vào những chi tiết và đi vòng quanh xe để chúng ta thấy rằng cái mẫu xe này nó rất là đẹp mắt các chị nhé. Đấy, phanh lên một chút thì nó sẽ tuyệt vời với dải đèn phanh luôn. Và các bác có thể ngắm từ phía đuôi, Landover làm theo một cái khuôn mẫu vuông vức rất là đẹp mắt đúng không ạ? Phần đèn cực kỳ tinh tế hiện đại khi chúng ta bật cái dải đèn phanh, đây là trời nắng. Chứ thực sự nó là trời tối thì nó đẹp miên man các chị này. Các bác có thể nhìn thấu vào trong về cái độ đẹp của nó. Đó, nó vô cùng tuyệt vời và đèn thì rất là nhỏ nhắn xinh xắn nhưng độ tinh đấy, sắc nét thì rất là cao, sắc nét thì rất là cao. Đấy, các anh chị có thể thấy ngay nhé. Bô của nó là bô kép và cảm biến cảnh báo va chạm thì đương nhiên là phải bốn lục quanh xe vì nó là xe bản full lùi chuồng tự động rồi thì nó đầy đủ cảm biến. Đó, quá đẹp. Đây một chiếc xe chủ nhân đã lên màu sơn sần, dán sơn sần, còn bản chất nó màu đen. Nhưng cái màu sơn sần phải nói là quá đẹp, nhìn chiếc xe nó cứng cáp hơn. Đấy, nó cứng cáp hơn các anh chị nhé. Đó, quá tuyệt vời đúng không ạ? Cảm biến, vâng, cảm biến bốn cánh khóa mở cửa Elango và la răng trang bị tới la răng 21 inch. Đấy, đèn tích hợp bo rẽ trên vương và cảnh báo điểm mù và cửa sổ lóc toàn cảnh panorama tuyệt đẹp luôn. Đó, một dàn lốp thì còn khá là đẹp. Đó, khá là đẹp thôi. Vì một chiếc xe qua sử dụng thì chúng ta mua về thì chẳng hạn như nó những cái gì mà chủ nhân chẳng hạn lốp láp thay mới thì chúng ta được hưởng, còn nó đi như thế nào thì chúng ta hưởng như vậy thôi các bác nhé. Nhưng lốp thì thực chất đấy, hai quả lốp trước là hạn lốp mới. Đây lốp mới. Lốp mới nhé. Đấy. Và đèn phía trước thì ngoài cái dải đèn nét tinh ôm trọn cái này thì đèn bi tinh cầu thể tinh cực kỳ là sắc nét. Đấy. Và dưới phần đèn gầm các bác nhìn thấy cực kỳ tinh xảo luôn. Đấy. Có những cái radar quét bên dưới này. Đấy. Cảm biến cảnh báo va chạm thì bốn xung quanh xe. À, các bác có thể ngắm nhìn. Đó, màu sơn sần rất là đẹp. Một cái màu rất là cá tính và nhìn thì rất là đáng yêu. Cái này là đặc biệt, nó là biển 51 thành phố Hồ Chí Minh. Thì các bác nào về thành phố thì không mất 20 triệu tiền biển các anh chị nhé. Đúng là nhìn ra Landover đã mắt luôn. Đấy, đã mắt luôn các bác ạ. Vậy thì chúng ta đi quay một vòng và bây giờ thì xin mời các bác đi vào phần nội thất của chiếc xe. Xe thực sự, xe nó được trang bị những gì. Đấy, bộ la răng quá đẹp, đèn tích hợp bo rẽ trên gương, một gương rất to để kiểm soát điểm mù tốt. Và la răng 21 inch cực kỳ to, các bác nhìn giúp em này. Đó, quá tuyệt vời. Và đây, chúng ta đi vào phần nội thất thì vừa thì tôi cũng giới thiệu rồi. Nhưng còn một số chi tiết thì chúng ta có thể xem thêm. Đấy, cửa sổ lóc toàn cảnh này, nó rất rộng luôn. Hết phần nóc xe luôn các bác ạ. Đấy, tuyệt vời. Nó cho chúng ta một cái bầu trời lung linh. Đấy, mà cảm giác là chiếc xe nó rộng rãi hơn. Và qua thời gian thì tăm đô tăm đi và đừng những cái phần hoàn thiện của chiếc xe thì từng đường kim mũi chỉ rồi. Và điều hòa thì rất là mát nhé. Và khá là mới các bác ạ. Đấy. Rất những chiếc xe này thì chủ nhân đi bao giờ cũng rất là giữ gìn. Đặc biệt là phần yên ngựa. Những tính năng cao cấp nhất và những vật liệu cao cấp nhất đã được trang bị trên chiếc xe này rồi. Đó, trên chiếc xe này rồi các anh chị ạ. Đó. Và loa thì nó toàn bộ được trang bị loa Meleon. Một cái thương hiệu loa, phải nói con này loa nó quá hay. Đấy, độc chỉ cái cánh cửa này cũng trang bị ba loa rồi. Ngoài loa túi khí an toàn thì nó đầy ắp xe các anh chị ạ. Đấy, tất cả đây là phối đen đỏ rất là đẹp nhé. Đấy, những chốt khóa này rất yêu luôn đúng không ạ? Đây. Đấy, phải nói là những cái thương hiệu đình đám của nó thì từ cái chữ Landover trên kính cũng là cái mã kính cũng có Landover luôn. Đó. Và tem mác thì báo cáo các anh chị là nó đầy đủ nhé. Đầy đủ nhé. Và hai ghế đều được chỉnh điện, đây là ghế phụ này, cũng được chỉnh điện luôn. Đấy, ghế của nó thì rất là thể thao ôm người. Đây này, có một cái thiết kế ngôn ngữ rất là riêng nhé. Đó, thì nó mang cho chúng ta một sự trải nghiệm vô cùng là tuyệt vời rồi. Và vậy thì bước vào ghế sau. Đấy, bước vào ghế sau thì đây, về cái sự rộng rãi thì rất là rộng, mà rất là rộng. Đây các bác nhìn này, ghế sau cũng rất là yêu và có bệ tỉ tay để cốc nhé. Đấy, cái bệ tỉ tay để cốc này, các bác đi hai người. Đấy, còn không đi thêm người chúng ta dựng lên. Có cửa gió điều hòa phía sau. Đấy, ghế này, các bác nhìn này, yêu chưa, cửa lóc này, phê chưa. Đấy, cửa gió điều hòa phía sau thì có nhé. Táp lô tâm đi,
cánh cửa đằng sau cũng hai loa. Lỗi nói chung là chiếc xe này nó trang bị rất nhiều loa, thực sự là rất nhiều loa các anh chị ạ. Đấy, đây, cam lùi này. Đấy, cam của nó thì có khắp nơi rồi, cam 360 mà. Cốp này thì nó là cốp điện, đấy, cốp điện các anh chị nhé. Và nó đặc biệt cũng khá là rộng, đấy, khá là rộng. Đấy, đặc biệt ở nước ngoài người ta tính toán kể cả về những cái này để cái giá lên thì các bác có thể trượt được này. Đấy, mong là trượt được nhé, đặt cái giá lên đây và trượt kéo ra kéo vào, rất là hay. Đấy, rất là hay nhé. À, tuyệt vời. Và loa rồi các bác nhìn này, ngoài loa với túi khí thì không thiếu chỗ nào cả, ở chỗ nào cũng có loa và túi khí. Tại sao nó cho chúng ta trải nghiệm cái dàn âm thanh là hay đến như vậy thì đó cũng là những cái lý do. Và từ cái bản lề của nó zin xịn sò, rất là xịn sò luôn. Cái tay chống thể lực rất là to. Đấy, để nó khỏe khoắn hơn, khỏe khoắn hơn các bác nhé. Đó, và cái này thì nó có cốc điện, chúng ta cần ấn đây thôi, và các chị cần ấn đây thôi ạ. Đó, cốc điện sẽ xuống nhé. Land Rover quá đẹp luôn, không chê vào đâu được, đúng không ạ? Và quá tuyệt vời, cảm biến thì 4 ống canh xe rồi. Và đây, các bác nhìn bản tam đô tam ni này. Đấy, có cảnh báo điểm mù trên gương các bác nhé, có cảnh báo điểm mù. Và đây nữa, cảnh chiếu chị thật có thể chiêm ngưỡng. Đấy, còn cái này các bác muốn đi thêm người thì các bác gập lên. Đó, gập lên. Đấy, nó sẽ tạo thêm một cái vị trí nữa cho thêm người ngồi. Thêm người ngồi các anh chị nhé. Đấy, về những cái tính năng, về option thì phải nói là nó rất là nhiều, rất là nhiều. Và đây là bản tablo cổ lái, đây, cửa rất là chắc mà nó là tạo lên nhiều lớp đây ạ. Tạo lên nhiều lớp các anh chị nhé. Đấy, và ghế bên này thì đương nhiên là hai ghế đều được chỉnh điện, hai ghế đều được chỉnh điện, gậy số vô lăng, đèn auto và tất cả mọi thứ thì tôi đã nói rồi. Con này được cái động cơ 2.0 thì nó khá tiết kiệm nhiên liệu, nhưng chạy những dòng xe này thì thực sự nó rất là đầm chắc. Theo công bố nhà sản xuất thì cái vỏ của xe ấy cũng được thiết kế tạo lên bởi những chất liệu như kiểu vỏ của máy bay để tăng cái độ cứng cho chiếc xe và tăng tuổi thọ chiếc xe. Tem mác này đấy, không thiếu cái nào các bác nhé, đầy đủ nhé. Vâng, rất đầy đủ luôn. Land Rover nhìn vẫn là đã đời, quá đã luôn các bác ạ. Cảm biến cảnh báo điểm mù trên gương này đấy, có nhé, không thiếu cái gì cả. La răng 21 inch cơ. Wow, to chưa, nhìn nó đã, nó sướng chưa. 4 phanh điện ABS thì đương nhiên rồi. Đấy, gương rất là to để kiểm soát điểm mù tốt hơn. Và các bác nào có thể lấy là những cái tem mác này, không thiếu cái nào này. Tem mác này đầy đủ như những cái mã này. Đấy, ở những cái phần đầu của nó. Và nguyên zin nguyên bản, nhìn đẹp tắt lắng luôn các bạn. Và bây giờ thì khoang động cơ tôi vẫn đang để lộ, thì bật cái khoang động cơ này lên. Đấy, bật lên. Đấy, các bác có thể thấy khoang động cơ này 2.0 nhé. Đây, chân máy này. Đấy, chân ống máy đây các bác này. Đấy, ống máy đang nổ nhé. Đấy, keo dàn cò này cũng zin luôn này. Keo này. Đấy, zin luôn nhé. Zin từ keo dàn cò các bác ạ. Đấy, quá xuất sắc luôn. Đấy, và đây là bản full, một cái bản rất là hiếm. Còn cái bản chung và bản thiếu thì nó cũng rất là nhiều. Vâng, rất là nhiều. Nhưng đây là bản full rồi. Vâng, phải nói là một chiếc Land Rover ngắm mãi không biết chán các bác ạ. Ngoài cái đẳng cấp khi chúng ta cầm lái và bước xuống từ một chiếc Land Rover thì tất cả mọi người đều phải trầm trồ rồi. Vì trên thị trường Việt Nam những chiếc Land Rover nó không có nhiều vì nó quá xa xỉ đắt đỏ. Đấy. Nhưng ngày hôm nay các anh chị sở hữu bằng cái giá chỉ có 920 triệu đồng thì thực sự nó là một cái sự lựa chọn để chúng ta đạt được những cái gì đó là ước mơ mà không thể thực hiện được. Nếu các bác nào mà đã yêu mến cái dòng Land Rover này nhưng chúng ta không đủ điều kiện để tiếp cận xe mới thì đây là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Đấy, quá tuyệt vời. Thay vì bỏ ra 4 tỷ đồng, hơn 4 tỷ đồng thì các bác có thể bỏ ra 920 triệu đồng để tiếp cận chiếc Land Rover xuất sắc này. Đấy, thì phải nói là quá tuyệt vời và quá hợp lý để chúng ta thỏa mãn cái niềm đam mê về ngành xe hơi, đúng không ạ? Đó, nếu các bác nào quan tâm thì có thể gọi ngay cho Phúc Video là 0935 32 33 33 hoặc đến địa chỉ đối diện khách sạn Trường Thành, Đường Định, thành phố Hải Dương. Các bác có thể trải nghiệm mẫu xe tuyệt vời. Và tôi chỉ nói là một câu là trên cả tuyệt vời. Đấy, với cái giá tiền như này đã sở hữu được Land Rover rồi thì đúng ra chỉ một từ là trên cả tuyệt vời các anh chị nhé. Và các bác nhớ thả tim, thả like và đăng ký kênh ủng hộ xe và đam mê. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Quá tuyệt vời.
Đầu tiên thì cái cỗ máy chẳng hạn như nó bỏ này, ngập nước này thì phải bỏ máy này, nhớm dầu này, lấp nốc máy là ví dụ rất nhiều vấn đề. Đây, máy là nguyên zin nguyên bản này. À, những cái tem này còn nguyên zin nguyên bản các bác này. Đấy, máy nhá, các bác có thể thấy nhá, đây, tất cả này nó quá tuyệt vời luôn, từ cái mã này, đấy, từ con ốc này, đấy, à, thức lái này, tem mác này, nguyên zin nguyên bản luôn. Đó, các bác có thể cần nhìn cái máy thôi, khô gioăng không một giọt dầu nào thì chúng ta quá yên tâm rồi, đúng không ạ? Cái thứ hai thì các bác chuyển sang bên này thì phanh hiệu suất cao thì nó rất là to, và toàn bộ cái khu vực này thì nó được trang bị những cái gì, đó là hợp kim nhôm, thì một là tăng độ cứng, hai là tuổi thọ thì vĩnh viễn không bao giờ bị han. Các bác có thể thấy càng rất to đấy, để ổn định chiếc xe hơn, đó rất tuyệt vời luôn nhá. Đó, và càng đỡ máy này, nguyên zin nguyên bản này, thì các bác không sợ bị đâm va này. Đấy, ngoài cái cam kết thì cũng quay cho các bác rất là kỹ, đây tất cả cụ phanh này, đây này, cái tem mác này, dẫn động bốn bánh các bác nhé. Đấy, các bác có nhìn giúp em nhé. Đó, và tin rằng chỉ xe đam mê mới làm như này thôi. Đấy, gầm thì không một vết chạm, bao zin các bác luôn này, gầm này, hộp sàn này, tôn sắt thép này, xanh nẹt hết này. Đấy, chuẩn men nhé. Đấy, đây. Đấy, những cái này sơn phụ này. Đó, sơn phụ này, gầm này. Đó, bô của nó này. Đấy, được chưa? À, các bác có thể nhìn nhé. Đó, các bác thấy không ạ? Quá tuyệt đúng không ạ? Và mọi vấn đề thì đương nhiên là quá ok rồi, trắng sáng rồi. Riêng cái cổ bô này thì nó chịu cái nhiệt nóng, nó có màu đỏ này. Đấy, đây tất cả tình trạng nguyên zin. Đây, hệ thống cầu sau của nó đây, chia cầu đây, quá tuyệt vời luôn đúng không ạ? Đấy, cầu sau nguyên tem mác này, đây này, đấy, cái này là giảm sóc điện các anh chị nhé. Còn này thì nó quá tuyệt vời rồi. Đấy, bô này, Land Rover này. Đấy, bản này là bản cao cấp nhất trong cái phân khúc E-box này các bác nhé. Okay, đó, bô này. Đấy, gầm vệ mọi vấn đề, nguyên zin nguyên bản hết các bác nhé. Đấy, được chưa? Đấy, các bác có thể thấy luôn nhé, quá ok luôn, nhìn phê chưa? Đấy, vật liệu của nó tuyệt vời. Đấy, vừa thì có rửa qua nước nã thì các bác nhìn nước này, nó có lênh láng này. Đấy, còn giỏ đây, có phun qua nước nã cho nó sạch đi, trên đất cát nó bám thì quay thì các bác không phát hiện được. Đấy, chuẩn men chưa? Đó, quá ok. Vậy thì chất lượng là như vậy, để các bác hiểu rõ giá trị chiếc xe. Đấy, đến với xe đam mê thì cứ là lợi ích là chất lượng vàng thôi, nên các bác hết sức yên tâm ạ. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.